Vậy không mấy anh ba về rồi đưa chị ba xuống
kinh dấu nè. Dạ con ơi tốt bụng vậy tôi cảm ơn, nhưng nhận có một điều là tôi chưa có vợ. Ủa nói vậy anh ba đây chưa có vợ hả? Dạ thành tuổi này mà tôi còn ở vậy có một mình anh hả? À thôi tôi biết rồi, chắc tại anh ba lọc lừa kém chọn nên chưa có cô nào vừa mắt hết phải hôn. Cũng có lọc lừa kém chọn gì đâu, nhưng chắc tại tại cái mùi vị của bắn bóng đáng mà cả đời tôi quên không được. À hay là để tôi làm mai cho anh cô bà làm bánh bông lan theo nhất nơi này. Dạ cảm ơn cô hai, mà cô hai nè, sao cô nói cái gì cô hai cũng bàn ra hết cõi vậy. Thôi thì nói gần nói xa không qua nơi thiệt. Cô hai ơi tôi lặn lội xuống dưới này là tại vì tôi nhớ